trực tiếp U20 Iran U20 Úc, 17 giờ 0 phút hôm nay 4 tháng 3. Trực tiếp U20 châu Á 2023, thêm một chiến thắng nữa sẽ giúp U20 Iran sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết. U20 Iran U20 Úc diễn ra lúc mấy giờ? Thời gian, 17 giờ 0 phút, hôm nay 4 tháng 3. Địa điểm, sân vận động ISICON Stadium, Fergana. Giải đấu, bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. Xem trực tiếp U20 Iran U20 Úc ở đâu? FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền toàn bộ các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, từ năm 2021-2024. Do đó, FPT Play trở thành đơn vị duy nhất sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng vòng chung kết U20 châu Á 2023. Khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 trên ứng dụng FPT Play hoặc các nền tảng trực tuyến của FPT Play. Nhận định U20 Iran U20 Úc. Bất ngờ để thua U20 Việt Nam ở ngày ra quân, U20 Úc đang đứng trước nguy cơ rất cao bị loại sớm nếu như không có được điểm số nào trước Iran. Trái với những phát biểu cực kỳ tự tin của huấn luyện viên Trevor Morgan trước khi giải đấu diễn ra, những gì mà U20 Úc đang thể hiện không được như kỳ vọng. Các cầu thủ U20 Úc chưa tỏ rõ sự quyết tâm trong lối chơi của mình. Hàng thủ của họ đang là điểm yếu lớn nhất với những hậu vệ cao to nhưng chậm chạp và khó xoay sở. Chính vì thế khi gặp các đội chơi tốc độ và pressing tầm cao, U20 Úc thường lúng túng và dễ mắc sai lầm. Ở chiều ngược lại, U20 Iran lại đang khiến tất cả phải bất ngờ. Trước Qatar được đánh giá rất cao, U20 Iran đã chơi một trận đấu trên cơ hoàn toàn và làm chủ thế trận trong suốt 90 phút. Tấn công ban bật đẹp mắt cùng lối đá cống hiến, Iran mới đang thực sự là ông kẹ của bảng B, vòng chung kết U20 châu Á. Ở trận đấu với Qatar, Iran tung ra 22 cú sút, gấp 3 lần so với Qatar. Chỉ cần cải thiện được khâu dứt điểm, U20 Úc chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn trước hàng công chất lượng của Iran. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu đôi công hấp dẫn khi cả hai đội đều cần 3 điểm để nuôi mộng vào tứ kết. Đội hình dự kiến U20 Iran U20 Úc. U20 Iran, Yari, Ko, Hakbavi, Seifi, Pilali, Gobani, Eneya, Torabi, Eslamtan, Yavosi, Sakhakhijan. U20 Úc, Jakwa Sasui, Ralin, Triantis, Donel, Deng, Bojinovi, Lopan, Popovic, Segesic, Rodiger, Simon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.